Quỹ từ thiện Cô Sáu huyện Đất Đỏ vừa trao tặng 2 suất học bổng cho 2 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Côn Đảo, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng và 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Tổng số tiền trao học bổng 70 triệu đồng nhằm tiếp sức cho các em sinh viên học sinh ở huyện Côn Đảo đầu năm học mới